Ngày hôm nay thì mình đang có hai cái sản phẩm MacBook. Đầu tiên là con MacBook Air 15 này, tiếp đến là con MacBook Pro 14 này. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái bài so sánh nho nhỏ giữa hai cái con MacBook này. Nếu mà nghe thì mọi người sẽ cảm thấy nó hơi chênh chênh một chút, bởi vì từ hiệu năng đến cái phần mức giá tiền á, thì con MacBook Pro này á, hơn hẳn luôn, chênh nhau đâu đó là khoảng 10 triệu đồng. Thì ngày hôm nay cái bài so sánh này á, sẽ đưa cho mọi người một cái câu trả lời rằng hơn 10 triệu đồng thì chúng ta có nên mua con MacBook Pro 14 này không, hay là con MacBook Air 15 này đã đủ dùng rồi. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên, cái điểm mà khác biệt nhất giữa hai con máy này mà chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nhất luôn, đó chính là về cái phần thiết kế và cái phần ngoại hình. Thì các bạn có thể thấy là giữa hai con MacBook Air 15 và con Pro 14 inch này, nghe thì nó chỉ chênh nhau có 1 inch thôi, nhưng mà khi mà thật sự mình chồng hai con máy lên nhau á, thì mình thấy là cái kích thước của con 15 inch nó sẽ to hơn khá nhiều so với con Pro 14 inch nha. Ước tính thì khoảng chừng là 2cm đó. Nếu mà các bạn là một cái người mà ưu tiên cái sự nhỏ gọn á, thì đối với cá nhân mình thấy là cái con Air 13 inch là đã quá ổn định và quá đủ dùng rồi. Và nếu mà các bạn thích cái con Air 15 này á, thì nó sẽ hơi to một chút, nhưng mà về cái độ mỏng nha, thì nó vẫn được tối ưu rất là tốt nè, vẫn rất là mỏng, vẫn rất là nhẹ luôn. Nhưng mà về cái kích thước chiều ngang của nó sẽ hơi to một chút, nên là sẽ chiếm diện tích khá đó. Còn đối với cái con Pro 14 inch này á, thì cái thân máy của nó sẽ dày hơn một chút. Và cái việc dày hơn này á, nó cũng sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi ích. Và dễ thấy nhất đó chính là về cái số cổng kết nối. Thì cái con Pro 14 inch này chúng ta sẽ có là 3 cổng Type-C nè, một jack tai nghe, một cổng HDMI và khe đọc thẻ nhớ SD. Và với như đây cổng thôi á, là mình đã cảm thấy là quá đủ dùng rồi. Lại còn có thêm cái khe đọc thẻ nhớ SD nữa, thì rất là thuận tiện với những ai mà làm cái về cái ngành sáng tạo nè, hay là chỉnh sửa hình ảnh hay là edit video. Sẵn nói về cái phần kích thước và cái phần trọng lượng á, thì cái phần trọng lượng của con Air 15 này sẽ là 1,5kg, và trọng lượng của con Mac Pro 14 á, sẽ là 1,6kg. Nghe thì mọi người có thể thấy là nó chỉ chênh nhau có 100g thôi, nhưng mà cái cảm giác của mình thật sự khi mà cầm con MacBook Air 15 này á, mình vẫn cảm thấy là nó nhẹ và mỏng hơn rất là nhiều so với con Mac Pro 14 này. Cũng có thể là do con Mac Pro 14 này có kích thước nhỏ hơn, nên là cái việc nặng hơn là có điều gì đó cũng dĩ nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mình đặt hai con máy này cho vào ba lô á, thì cái cảm giác của mình là như nhau và cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Và cái phần tiếp theo mà mình muốn so sánh đó chính là về cái phần màn hình. Và tất nhiên rồi, trong cái mức chênh lệch là đâu đó khoảng 10 triệu đồng, nó nằm trong hai cái phân khúc khác nhau luôn rồi. Thế nên là cái phần màn hình nó cũng là một cái điều gì đó mà rất là khác biệt. Thật sự mà nói thì mình thích cái trải nghiệm sử dụng màn hình trên con MacBook Air 15 hơn, bởi vì không gian của nó cũng sẽ lớn hơn nè, và nó cũng sẽ cho các bạn có cái không gian làm việc thoải mái hơn. Không phải là quá nhiều đâu, nhưng mà thật sự mà nói á, thì cái không gian làm việc trên MacBook Air 15 á, tuyệt vời hơn thật. Bởi vì trước nay á, mình chỉ xài con Pro 13 inch thôi. Thế nên khi mà mình chuyển sang một cái con MacBook Air với cái màn hình lớn hơn quá nhiều vậy á, thì mình sẽ cảm thấy là nó tốt hơn so với khi mà mình chuyển sang làm việc trên con Pro 14 này. Tuy nhiên, nếu mà chỉ nói về cái phần kích thước thôi á, thì Air 15 thắng chắc luôn. Nhưng mà khi mà so những cái yếu tố còn lại, thì màn hình của con Pro 14 inch lại vượt trội hơn rất là nhiều. Thứ nhất là cái màn hình ProMotion 120Hz, là tức là các bạn có một cái tần số quét cao hơn nè, và khi đó là lướt web hay là các bạn cuộn chuột này nọ, nó cũng sẽ mượt hơn rất nhiều so với con MacBook Air 15. Vì Air 15 á, thì màn hình của nó chỉ có là 60Hz mà thôi. Thứ hai là về cái màn hình của con Pro 14 inch, sử dụng một cái công nghệ đèn nền gọi là mini LED. Với cái công nghệ mini LED này á, thì có thể bật tắt được từng bóng LED ở đằng sau khu vực khác nhau, và nó tạo ra một cái hình ảnh đẹp nè và độ sâu màu tốt hơn. Đặc biệt là khi mà các bạn xem những cái video á, có với cái vùng màu đen nè, hoặc là những cái ứng dụng mà sử dụng giao diện hơi đen đen một chút á, thì các bạn sẽ thấy được cái sự rõ rệt khác biệt này. Còn đối với con Air 15 á, thì vẫn sử dụng là màn hình LED LCD truyền thống thôi. Thì chắc chắn là về cái phần thông số, con MacBook Pro 14 này nhỉnh hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà không phải nói là con MacBook Air 15 này tệ đâu nha. Thật sự mà nói thì màn hình trên MacBook chưa bao giờ là mình có thể chê được cả. Và ngay cả trên con Air 15 này, cái trải nghiệm sử dụng của mình vẫn rất là tốt luôn. Ngoài ra, cái màn hình mini LED này á, còn giúp cho cái độ sáng của con MacBook Pro 14 sẽ cao hơn so với con MacBook Air 15 inch.
Khi mà các bạn ngồi trong nhà thì các bạn sẽ không cảm thấy được quá nhiều điểm khác biệt đâu. Nhưng mà khi mà mình đem cả hai con máy này ra ngoài trời để sử dụng á, thì mình cảm thấy cái sự khác biệt là rõ rệt luôn. Và cái màn hình của con E15 inch này á, nó sẽ bị hơi bóng một chút. Và cái phần quan trọng nhất giữa hai con máy này á, đó chính là về cái phần hiệu năng. Và khi nghe tên của hai con chip thôi á, thì chúng ta đã cảm thấy được cái sự khác biệt rõ rệt rồi. Con E15 này á, chỉ sử dụng con chip là M2 bình thường thôi. Và đối với con Pro 14 này, chúng ta sẽ con chip là M2 Pro. Cụ thể thì ở đây mình sẽ có một cái bảng so sánh nho nhỏ về cái số điểm benchmark giữa hai con chip M2 và M2 Pro. Thì cụ thể con chip M2 á sẽ chạy với cái mức xung nhịp là 3.49 GHz và đạt cái số điểm đa nhân là 8.928. Còn đối với con chip M2 Pro á thì chúng ta sẽ có một cái số điểm đa nhân là 15.013, hơn rất nhiều so với con chip M2 bình thường. Thật sự mà nói á, thì cái số điểm đa nhân trên con M2 Pro này quá là cao đi. Và đối với cá nhân mình á, mình chỉ là một cái người sử dụng cơ bản thôi nè. Mình viết content, lâu lâu chỉnh sửa hình ảnh hay là chỉnh sửa trên Lightroom, hay là lâu lâu dựng video sương sương thôi. Thế nên là mình cũng không thật sự cần thiết về cái hiệu năng đơn nhân quá là lớn như vậy. Và với cái mức chênh lệch là 10 triệu đồng thì mình cảm thấy là con Pro 14 này sẽ phù hợp hơn với những người mà sử dụng chuyên nghiệp á, những người mà dựng video chuyên nè, hay là dân designer chuyên, bởi vì các bạn sẽ sử dụng hết được 100% cái hiệu năng của con MacBook Pro 14 này thì các bạn mới nên cân nhắc. Còn những người mà sử dụng cơ bản như là mình á thì con E15 inch là đã quá đủ dùng rồi. Và để thực tế hơn á, thì mình sẽ thử thao tác trên con Pro 14 này những cái ứng dụng mà dân chuyên hay sử dụng, như là dựng video trên Premiere nè, hay là dùng Photoshop hay là Lightroom vân vân, để mọi người có thể hình dung được cái sự mượt mà khi mà trải nghiệm trên cái con Mac Pro 14 này. Nói chung á, nhìn chung là nghe cái tên hai con chip M2 và M2 Pro á, thì chúng ta đã mường tượng được cái phần hiệu năng của hai con máy này rồi. Thế nên là với mức chênh lệch là 10 triệu, một cái mức chênh lệch cũng khá là lớn á. Nên là mình nghĩ bạn nào mà thật sự nghĩ á, là mình có thể khai thác được hết 100% hiệu năng trên con Pro 14 này thì mới nên nâng cấp lên thôi. Còn như mình á, thì mình vẫn cảm thấy là con E15 này vẫn sử dụng được rất là tốt. Từ màn hình đến cái phần hiệu năng á, nó vẫn cho mình được một cái hiệu năng rất là mượt mà. Và cuối cùng là về phần pin trên cả hai con máy này thì thật sự mà nói á, pin trên hai con máy này nó sẽ ngang ngang nhau. Một con á thì thân máy của nó sẽ dày hơn nè, dung lượng pin lớn hơn chắc chắn rồi, nhưng mà hiệu năng của nó mạnh mẽ hơn nên nó sẽ ngốn nhiều điện hơn. Còn một con á thì hiệu năng không mạnh mẽ bằng, thế nên là về cái dung lượng pin á nó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Và thật sự mà nói nha, khi mà Apple chuyển sang sử dụng là Apple Silicon á, sử dụng con chip M1 và M2 á, thì mình đã không để tâm quá nhiều đến cái phần pin nữa. Vì thật sự từ con chip M1 á, là dung lượng pin của nó đã quá chắc chắn rồi, quá là lâu rồi. Và thật sự khi mà mình sử dụng con Pro M1 của mình sau 2 năm á, thì nó vẫn sử dụng được tối đa lên tới tận là 2 ngày không cần phải cắm sạc luôn. Thế nên là về phần pin của hai con máy này, mọi người không cần phải lo đâu ha. Thì nhìn chung trên cả hai cái con máy này, con Mac Pro 14 và con MacBook Air 15 này, nó có được rất là nhiều cái điểm khác biệt, từ cái mức giá nè, đến cái thiết kế, màn hình hay là cái hiệu năng, nó đều khác biệt tất cả luôn. Và với cái mức chênh lệch là 10 triệu đồng, nhưng mà mình cảm thấy là con MacBook Air 15 này vẫn đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt. Trừ khi các bạn là những cái dân chuyên nghiệp, sử dụng Photoshop chuyên nghiệp hay sử dụng là dựng video chuyên nghiệp á, thì mình cảm thấy là các bạn mới nên nâng cấp lên con Pro 14 này thôi. Chứ dòng E trên những cái con MacBook này á, vẫn được sử dụng rất là tốt và cũng rất là bền nữa. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong cái bài so sánh lần này. Và mọi người nếu mà còn thắc mắc gì nữa, mọi người có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể giải đáp ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.